Thiên Chúa. Cho nên nếu mình ở trong Thiên Chúa thì mọi biến cố xảy đến mình đều nhận ra rằng đó là thiếu chỉ tình yêu Thiên Chúa, còn con? Con lời cha là cộng đồng, con thấy được ơn Chúa là con thấy là chính vì này là con ra ở đây là cơ đồ vị như tâm nguyện con đã có nói với cha là con ao ước để con nghe với cha là con ao ước đến đây và con thấy được là con rất là hạnh phúc. Ngày hôm qua con lên bên trên tàu, con ó, con vật vã, con khóc, con nói Chúa ơi, con khóc, con lên quá trời luôn, tại vì con lo lắng là đứa con bị hen suyễn, nó bất chợt lên, lúc đó con không biết ứng xử như thế nào, con cứ khóc hoài, đến khi mà đến gặp cản là nó nói là mẹ cứ khóc hoài, mẹ cứ lên, để con lo lắng, để tâm lý con được ổn định, cái càng lúc con nặng hơn, là cái sống nó làm cho con chao đảo, không biết bây giờ con hiện tại giờ ra cũng là cản. Con tên là gì ở đâu? Dạ con tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, anh em Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở Côn Đảo. Phú Quốc hả? Không, từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Ở Côn Đảo, ngày xưa là người dân người tù ở ngoài Côn Đảo đó hả? Dạ, con mới ngày hôm qua hôm nay tới đây. Đi từ ngoài Côn Đảo đi tàu bằng bao nhiêu tiếng? Dạ, 13 tiếng. Wow, từ Côn Đảo lên 13 tiếng. Vậy là xây sót là chuyện bình thường thôi, không xây nữa là lại nhé. Dạ, 5 giờ, tức là 17 giờ tàu chạy. Thì bình thường 17 giờ nhà tàu chạy, sáng là 6 giờ, có khi có 7 giờ sáng, 9 giờ. Nhưng mà con thấy con được ơn Chúa là mới 5 giờ rưỡi sáng là tàu cập cảng. Con thấy con hạnh phúc quá, và con mạnh khỏe. Con cảm ơn con đi. Con đây 2 đứa con. Mời 2 đứa đứa. Đây con. Wow, cho một tràng khó tay thưa cho em. Đây là hai con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên là Anna Nguyễn Đức An, con năm nay 15 tuổi. Con học lớp 9. Rồi, con là lần đầu tiên con đến đây. Lần đầu tiên là con biết qua cha qua YouTube, và lúc đó là mẹ con là muốn là rất là tâm nguyện, rất là muốn đi. Sau đó là giờ chị con. Rồi, bây giờ con đến đây con thấy sao? Trên YouTube thì con coi như vậy, bây giờ đến đây tận mắt con chứng kiến thì sao? Đông, rất là đông, cảm thấy rất là thấy rất là xúc động. Rồi, cảm ơn con, chào con. Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Xin chào bạn này, con tên là Anna Nguyễn Thị Ngọc Thanh, năm nay 18 tuổi. 18 tuổi, rồi. Ngọc Thanh biết đến giáo điểm khi mình đọc thư xuất xuống như thế nào và hôm nay con đến đây. Thưa cha là con biết cha với cộng đoàn và gia đình của mẹ con thôi. Và con đến đây con cảm thấy là cộng đoàn tin rất rất tin rất là mạnh mà người ta cầu nguyện rất là nhiều. Thưa chị em, hai cô bé, một đứa 13, đứa 18. Và đến đây cái cảm giác là, thứ nhất cảm giác là đông, thứ nhất là thấy đông, mà cảm giác là thấy là xúc động. Rồi thấy đức tin ở đây rất là mạnh gì đó. Và cầu nguyện rất là nhiều. Và cầu nguyện rất là nhiều, đúng vậy. Chẳng có đâu mà cầu nguyện mà từ 5 giờ sáng đã thấy cứ đọc tin đền lũy suốt cho tới 10 giờ đêm. Cầu nguyện rất là nhiều và đến rất là đông. Và người ta cũng rất là xúc động khi mà thấy cả một gia đình, ba mẹ con từ mãi Côn Đảo đến đây. Để mục đích chỉ là để mắt thấy, tai nghe, tường tận. Ngoài việc mà hàng ngày con vẫn mở trên YouTube đúng không? Đúng rồi. Con ở trên Côn Đảo mà hàng ngày vẫn mở trên YouTube là giáo điểm tin mừng. Hoặc là coi trên Facebook là đánh tín thắc.net thì con có thể coi trực tiếp được những cái giờ giảng. Hoặc là vào trang web tín thắc.net thì có thể coi được cả hình, cả tài liệu, cả video vân vân. Hôm nay ba mẹ con đến đây trả tặng cho chúng con những món quà của lòng thương xót. Thứ nhất là với con 18 tuổi thi lớp 12, thi chưa? Dạ rồi. Rồi thì xong chạy qua đây luôn. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi cô bé 13 tuổi phải không? Đây tặng cho con cái DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và đây là người mẹ xin tặng cho người mẹ bức ảnh lòng Chúa thương xót. Và ba con có không? Dạ. Đây là cho tặng cho gia đình cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót.
để con về thêm quần đảo loan truyền cho mọi người. Và con muốn nói gì? Rồi, con muốn nói chia sẻ gì với cộng đoàn nói tôi? Con muốn cầu xin cho cha con là đi lễ và cầu là xin lỗi cho cha. À rồi, ba mẹ con lặn lội đến đây với một mục đích là để cho người cha của mình được đi xin tội, được đi rước lễ. Chúa là được tình yêu. Tất cả những người dù tội lỗi thế nào cũng nằm ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu mạnh hơn cả sự chết, tình yêu mạnh hơn tử thần. Cho nên mình tin chắc rằng con người dù tội lỗi thế nào, nhưng lòng thương xót của Chúa, trái tim nhân hậu của Chúa, Ngài đã phải đổ máu và nước ra, giá máu ấy cứu chuộc nhân loại. Thì tất cả những lời cầu của chúng ta, đặc biệt là lời cầu của mẹ và hai con, sẽ làm cho người cha, người chồng một ngày nào đó từ quê đảo bay vào đây để ngợi khen lòng thương xót Chúa. Thì con đem cái máy về, cái việc là con tặng cho ba của con. Con nói là ba không biết con vào đây không? À, nói là gửi cộng đoàn gửi tặng cho ba một cái móc khóa nữa với một cái xu chuối nữa nha. Và cái máy đây là món quà để cho ba nha. Và còn lại thì con đem số biết để nữa, con đi về bên đảo, côn đảo đó, để con phổ biến, chia sẻ cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah! Hallelujah! Và người cuối cùng, chúng ta thấy hình ảnh quá đẹp, cả gia đình đi 13 tiếng đồng hồ từ côn đảo vào đây, ba mẹ con, cho thấy nếu mà không có lòng yêu mến Chúa làm sao mà đi nổi. Cái hành trình nó quá dài, quá lâu và vất vả như vậy. Còn con,